Học Diệp xin chào quý vị, cô chú anh chị và các bạn thân mến. Em Ngọc Diệp chào anh. Anh chào Ngọc Diệp. Rồi anh chào quý vị khán giả đây. Anh em xin chào khán giả. Em tên là Trần Văn Huy, quê quán tại Thái Bình. Mình sinh năm bao nhiêu anh? Em sinh 1982. Rồi. Rồi anh Huy này, để tiếp tục cuộc trò chuyện á, anh có cho phép em một dịp sử dụng hình ảnh cũng như là video đăng lên mạng xã hội và không xóa được với anh? Có. Anh đồng ý ha? Vâng. Anh chịu trách nhiệm lời mình nói trong video này? Vâng, em đồng ý ạ. Rồi hiện nay tình trạng hôn nhân của mình ra sao anh Huy? Em vợ con không hợp với nhau, thì vợ chồng chia rẽ nhau. Lâu chưa anh? Khoảng 13 năm nay ạ. Cũng lâu lắm ha. 14 năm, 13 năm. Anh với chị và có bao nhiêu người con? Em có 2 đứa con. Hiện nay là lập gia đình nữa chưa anh? Hay con cả? Đầu năm em học lớp 12 mà con gái năm nay học lớp 8. Còn nhỏ ha. Hiện nay các cháu ở với ai anh? Con 2 đứa ở với em. Ở với anh từ lúc mẹ đi tới giờ. Vâng. Thôi kệ đi, cố gắng mình nuôi con xong rồi lớn lo mình. Rồi từ lúc mà mình chia tay chị thì đến hôm nay em thấy cũng lâu lắm rồi đó. Mà anh không có quen thêm người nào hả? Cũng mãi đi làm ăn không quen cô nào cả. Thôi thì hôm nay lo làm ăn cũng lâu rồi, chắc cũng nhiều tiền để dành nữa ha. Vâng. Hôm nay cô đơn thì lên kiếm người ha. Vâng. Anh ở nãy em nói đó, anh ở Sơn La, Thái Bình, Mộc Châu cái gì? Em ở trước là ông bà ở trên Mộc Châu Sơn La làm ăn kinh tế. Khi đến lúc cái trận qua Covid là em chuyển vào Gia Lai, em mua nhà Gia Lai. Đó, bởi vậy nãy anh mới nói Thái Bình, em cũng thắc mắc, em nói em mới ghi giấy tờ của anh là Sơn La. Vâng. Thì mình nói cho các chị hiểu anh cũng như quý vị khán giả, để sau này các chị có về thì không bỡ ngỡ là sao anh nói anh ở Thái Bình. Vâng. Mà nhìn giấy tờ thì Sơn La rồi lại ở Đắk Lắk. Vâng. Tùm lum á. Vâng. Là sau này qua dịch anh vào Đắk Lắk anh mua nhà ở trên Đắk Lắk. Vâng, em bán nhà trên kia tới 5 tỷ thì em về Gia Lai em mua. Gia Lai hả? Vâng. Gia Lai chứ cũng không phải Đắk Lắk nè. Vâng. Gia Lai. Thành phố Gia Lai, em ở trung tâm ngay từ thành phố Gia Lai luôn. Tại nãy giờ nói quá trời em cũng nhớ nữa. Vâng. Giờ nói chung là nè, giấy căn cước của anh á, hiện tại á, là Trần Viết Huy. Vâng. Sinh năm 1982. Vâng. Thì em có đang ghi đây nè, em đang cầm lên tay rồi. Ở là Mộc Châu, Sơn La. Thì bán nhà ở ngoài kia rồi. Vâng. Rồi vào Gia Lai mua nhà. Vâng. Ngoài này nó rét quá, không chịu nổi, ông bà yếu, ông bà không chịu nổi. Mà mình vào đó mình chưa có dập tịch cái gì, dập hộ khẩu á, phải không? Em có rồi ạ. Có mà sao cái căn cước của anh nằm Sơn La ta? Không, bây giờ là nó nằm ở cái giấy hộ khẩu kia. Nghĩa là cái giấy căn cước của mình là mình làm trước nằm trên Sơn La rồi. Em mới vào năm ngoái ạ. Vậy là chưa có đổi ha. Vâng, đúng, em mới vào năm ngoái. Rồi, mà giờ cái căn cước công dân rồi giờ chắc cũng đâu cần đổi ấy, nó vô trong một cái con chip rồi. Vâng, đúng không? À, thôi cái đó mình cho qua đi. Chuyện giấy tờ nhiều khi nó cũng nhiều cái mình cũng để sau hôm nay mình đi kiếm chuyện kiếm nữ yêu thương mà ha. Bạn đó nhiều quá vô đủ ha. Vâng. Rồi trong cuộc sống anh có rượu chè thuốc lá gì không? Không, rượu không, thuốc không. Chà, ngon ta. Vâng, chịu khó làm ăn thôi. Yeah. Rồi ở trên Gia Lai đó hiện nay anh làm công việc gì? Em bên cánh xây thợ xây dựng. Anh làm xây dựng? Vâng, em làm bên xây dựng. Anh lãnh hay là anh làm cho anh ta? Nghĩa là em thầu. À, thầu xây dựng. Vâng. Em thầu qua cái này em lại bán chuyển bán lại công trình cho người ta. À, dạ anh thầu gói thầu xong là dạ anh để lại người khác làm ăn kiểu ăn hoa hồng lại ha. Đúng đúng, chính xác thì ăn kiểu thế được. Vậy còn khỏe hơn mình làm nữa. Vâng ạ. Này là dạ anh lãnh bên bán lại mà thì cũng lời chút đỉnh thôi chứ đâu. Vâng, đúng rồi. Có cái thì bán được nhiều, có cái thì bán được ít, tùy theo. Sang lại ha. Vâng, đúng rồi. Rồi. Anh có bao nhiêu anh chị em ruột? Có 4 anh em, nghĩa là 3 anh em ở trong Sài Gòn đấy ạ. Một mình ở sống ở Gia Lai đấy ạ. Vậy là có 3 anh em hiện đang sống ở Sài Gòn. Vâng. Củ Chi là quận 10, quận 7.
Thì quận 10 sáng, hồi sáng anh đi thẳng vô bến xe miền Tây luôn à? Anh không ghé mấy anh em chưa? Chưa, chưa. Em đi từ thẳng Gia Lai em vào đây luôn. Dạ. Chút nữa mình tính là ghé mấy anh em. Tí tí nữa mình sẽ vào anh em ở vài ngày. Dạ. Thì quận 10 gần ở chỗ hồi nãy anh đi vô đó. Vâng. Ừ. Em bảo thôi thì cái công việc của mình trên đây quan trọng nhất, tốt nhất cái đi công việc cái đã không thì vào lại rượu chè thì lại không thời gian. Anh em lại giữ lại thì không có thời gian để mình đi nữa, đến lúc quên đấy. Rồi. Anh thì ly hôn vợ cũng lâu rồi thì đúng rồi, giờ phải đi kiếm nửa cho mình chứ lẽ bắt mình ở giá hoài chết luôn á. Này em tính hỏi gì em cũng quên, anh thấy anh Bùi tính quên cũng quên luôn. Rồi. Ở Gia Lai đó thì anh ở cũng quên, anh cũng mới nói là anh mua nhà trển rồi mà. Vâng. Hỏi anh thử mua nhà đó là anh đang ở một mình hay với bố mẹ? Em ông bà ở mình. Với còn hai ông bà thì tôi thì ở mình thì mình là con trai. Không có có vợ con thì tốt nhất bảo hai bố mẹ là ở con để rèn các cháu. Không thì con thì mãi đi làm ăn cũng lại công việc nọ công việc kia thì đến lúc các cháu nó sa ngã cái này mình lại đỡ. Lúc ấy mình khổ. Rồi vậy cũng được, nói chung rồi có ông bà nhìn ngó cũng đỡ hơn. Rồi hôm nay đến chương trình này thì anh mạnh dạn đi, đưa ra một cái tiêu chí của mình đó, như là anh nặng nhiêu cao nhiêu? Em thì nặng mét cần chiều cao 1.5m, nặng 50 cân. Rồi chiều cao cân nặng cô đó anh có quan trọng không? Chiều cao cân cô ấy cũng không quan trọng lắm đâu. Rồi anh sinh 1982 thì 42 tuổi, anh muốn cái độ tuổi ở cô đó đến với anh là như thế nào, từ đâu đến đâu? Em thì theo các cô thì em chọn từ 35, 45, hoặc là 46 cũng được. Mở rộng cho mình ha. Vâng. Rồi về phần anh thì em thấy là hiện nay rất là thoải mái rồi. Có nhà cửa, có công an việc làm ổn định. Như anh muốn cái cô đó đến với mình là có nghề nghiệp, anh có quan trọng cái nghề nghiệp cô đó làm không? Thì cô ấy sau này cô ấy làm nghề gì cũng được, hạn cô ấy cũng công việc làm ăn ổn định là tốt. Nếu cô ấy không có công việc làm ăn ổn định thì sau này về hai vợ chồng mở quán được, quán xá thì cũng tạm ổn. Dạ anh gần mặt tiền không hay là? Nhà ngay mặt đường, ngay chỗ trung tâm huyện luôn. À anh cũng tính ha, dụ như cô đó có công ăn việc làm ổn định thì cũng tốt, không có thì về anh tính là mở ra buôn bán ha. Vâng. Anh tính cho người sắp đến với anh luôn rồi ha. Đúng ạ. Sao rồi mình... như anh có muốn cô đó có nhà cửa gì không? Nghĩa là cô ấy có nhà cửa thì tốt, hạn bây giờ cô ấy mà có nhà cửa, hạn có con thì cô ấy để nhà cửa cho con cái cũng được, cô ấy theo bên mình cũng được. Không quan trọng cái điều đó. Hay ta, có lý là giả ra cũng đó, anh trai rất là hiền và anh trai có các chị nghe, nếu chị nào đồng cảm với anh trai thì liên hệ chương trình để gặp anh. Và ngoài phần đó ra này là anh muốn cô đó tính tình như thế nào? Tính tình thì cô ấy hiền hậu cũng được, không quan trọng lắm cái tính tình. Thì người phụ nữ thì ai cũng có một tính giữ một tí, hoặc là tính đông đá một tí để giữ gia đình hạnh phúc thì rõ ràng ai cũng phải có cái điều đó này. Không ai nói về người phụ nữ không bao giờ ai thể không có được. Rồi. Cái điều đấy ai cũng có rồi. Trong cuộc sống anh có khó tính, có tính gia trưởng không? Không, tính như hiền như đất mà. Hôm nãy em tiếp xúc không thấy giờ rồi, nhưng mà bắt buộc anh phải nói ra để các chị có tin hay không. Vâng. Rượu chè cũng không, thuốc lá cũng không, một anh trai rất là tuyệt vời luôn nè. Rồi anh còn muốn gì ở chị đó không? Anh nói rõ chứ giờ em nói ra thì được rồi đó, nhưng mà quan trọng là để anh nói ra cái nửa yêu thương của anh đó, người ta mới biết anh như thế nào. Em chỉ là gặp một người chỉ cần ý thôi. Vâng, chỉ cần cô ấy thông cảm cho mình, thương mình thì đến hai người đến bên nhau hạnh phúc là được, chỉ cần thế thôi, không quan trọng lắm đâu. Như sau này là như anh nói rồi là anh muốn cô đó về bên anh ở đúng không? Vâng. Lỡ cô bác muốn anh về bến đó ở sao bên anh? Nếu là sau này cô ấy hạn là có con cá lớn rồi, hạn nhà cửa cô ấy bảo là cô ấy không đi được theo chồng, hạn cô ấy bảo là anh về bên em ở thì anh cũng cái điều đó cũng không quan trọng lắm, thì lúc đấy tìm hiểu nhau kỹ rồi, hiểu nhau rồi thì cô ấy bảo về theo cô ấy về, chấp nhận để theo cô ấy về cũng được. Không, nhưng cái điều đó không quan trọng. Ưu tiên của anh là anh muốn về bên anh hơn đúng không? Đúng rồi. Chính xác. Rồi giờ cái này thì các chị cũng đang quan tâm là khi mà anh đã tìm hiểu được một cô nào đó rồi và đồng cảm rồi thì anh có cho cô đó một cái danh phận gì không? Có danh phận.
có đi đăng ký kết hôn đàng hoàng hết. Đó là anh hiểu, có nhiều người không hiểu mà biết sao? Có nhiều người em hỏi là người ta có tưởng đâu là tài sản không à? Vâng. Danh phận khác, tài sản nó khác. Vâng. Nó không dính líu vậy đó. Đúng ạ. Những cái người phụ nữ mà nghe nói do đăng ký kết hôn, người ta rất là vui mừng, ta danh chính ngôn thuận. Vâng, đúng ạ. Đó. Cái này không là anh thấy là em thấy anh là đạt hết 9 trên 10 điểm của các phụ nữ chọn rồi đó. Đó các em nói thôi, còn các chị chưa biết ạ. Đấy tùy thích các cô thôi. Nhưng mà thường thường thì phụ nữ theo chồng người ta không muốn cái danh phận cho nó. Đúng rồi. Nhưng mà không phải ai bây giờ người phụ nữ nào cũng muốn lấy chồng thì có mình có cái danh phận. Yeah. Lấy chồng mà không có danh phận thì lấy chồng để làm gì? Đó. Đó, khi người mình lấy vợ thế, vợ cho mình một cái danh phận đó. Đó, chồng. Đúng rồi, có một cái danh phận ở trong giấy tờ phải có danh phận. Rõ ràng cái điều đó phải có. Rồi anh một anh trai quá là anh. Anh đi mấy giờ mới xuống thôi anh? Thì đi từ 6 giờ sáng. 6 giờ sáng. Vâng. Đất chưa quen đường á. Vâng, đi từ 6 giờ sáng thì đi dọc đường xe nó bị trục trặc. Cái okay, kiếm vợ cực quá. Nó còn đi trục trặc, nó còn đi bốc hàng nọ hàng kia thì. Rồi anh trai thì cũng rất là hiền luôn. Và cũng không có đòi hỏi gì. Thì từ tài sản hay gì đó anh cũng nói rồi, thì nếu có thì cũng để cho con đi, còn dư giả thì để cho chị cũng được, mà không cho con. Và một thì anh muốn là về nhà anh ở, còn dư mà chị đó không đi được thì anh có thể sắp xếp để về bên kia. Vâng, đúng rồi. Anh rất là thoải mái, thì đâm ra còn gì đâu nữa để hỏi cho đâu. Vâng. Khi nào anh đòi hỏi hay là chị đó thế nào bên em bắt đầu mới gợi ý tiếp, rồi còn cho em thấy vậy thôi để dành cho các chị ha. Dạ. Chị nào xem đồng cảm với anh thì liên hệ với chương trình, thì bắt đầu anh chị gặp dâu rồi bắt đầu sẽ tìm hiểu thêm. Dạ. Và lâu lâu dài dài nữa mới đến hôn nhân được, chứ đâu phải là một hai bữa mình là đến được đâu. Chính xác. Rồi anh gửi lời gì đến các chị đấy? Thì các em nào mà thông cảm cho anh thì hãy đến, hãy mở lòng đến trong trái tim anh. Anh sẵn sàng yêu thương hết suốt cả cuộc đời. Rồi. Hôm nay Ngọc Diệp cũng cảm ơn anh đã đến chương trình. Rồi anh chào quý vị khán giả. Vâng, em xin chào khán giả mà em xin chào cộng đồng. Hôm nay Ngọc Diệp rất là vui luôn, được đón tiếp một anh trai ở Gia Lai xuống, rất là hiền luôn. Cách nói chuyện của anh thì chắc nãy quý vị, cô chú, anh chị và các bạn xem cũng biết rồi. Trước khi kết thúc video, Ngọc Diệp cũng cầu chúc quý vị một ngày sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Rồi em chào anh ha. Vâng.